đang Facebook theo dõi vị trí người dùng qua Bluetooth, những người muốn sớm tận hưởng phiên bản cập nhật iOS 13 mới cho iPhone của mình đang bắt đầu một thông báo kỳ lạ hiện ra trên màn hình thiết bị, Facebook muốn sử dụng Bluetooth. Điều đó là vì bản cập nhật iOS 13 mới này được bổ sung thêm nhiều tính năng riêng tư, giúp mọi người có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu họ chia sẻ với ứng dụng. Những người khổng lồ công nghệ như Facebook và Google luôn tích cực thu thập dữ liệu người dùng để hiển thị quảng cáo đúng mục tiêu hơn iOS 13 mới thông báo cho người dùng việc các ứng dụng muốn truy cập dữ liệu vị trí thông qua Bluetooth. Đối với những người sớm tải xuống phiên bản beta của iOS 13, bản cập nhật này đã bắt quả tang các ứng dụng như Facebook và YouTube đang thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu mà người dùng ít biết đến. Một trong những phương pháp đó là âm thầm sử dụng kết nối Bluetooth trên điện thoại để theo dõi vị trí thực tế của người dùng và khoảng cách của họ đến các smartphone khác ở gần đó.